Chào anh chị em và các bạn nha. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhân Trương Vlog của em. Thì trong cái loạt những cái loạt mà video lần trước á, em đi thu mua trên biển á, thì em giới thiệu với anh chị em các bạn cái khung cảnh của những cái cuộc thu mua trên biển trong khi mà tiếp xúc với anh em làm nghề cào đôi anh chị em nha, làm nghề cào cá, đánh mắt cá. Và trong cái những cái video này em xin giới thiệu với anh chị em mà cái cũng là những chuyến thu mua trên biển, nhưng mà em xin chia sẻ với anh chị em cái nghề mà anh em trên biển đi thu mua, cái ngành nghề của ghe riêng, của ghe câu mực anh chị em nha. Và để xem là cái hành trình đi thu mua cũng giống như là khi mà mình tiếp xúc với những ghe câu mực nó có gì khác nhau anh chị em nhé. Và qua loạt video này thì cũng mong là anh chị em hiểu thêm về những ngành nghề trên biển, những nơi mà Nhân Trương Vlog đã từng kinh qua nha anh chị em nhé. Thì hiện tại Nhân Trương Vlog đang có mặt trong một buổi mà ghe tàu tải A36 Chí Thịnh đang lấy chi phí anh chị em ơi. Chi phí ở đây chủ yếu là nước đá anh chị em nha. Thì ở đây ghe tàu tải đang cặp lại bến để mà lấy nước đá anh chị em ơi. Nước đá lấy với nhiều hình thức anh chị em nha, tùy theo những anh em ở ngoài biển. Nếu mà anh em ở ngoài biển cần nước đá cây, nguyên cây thì lấy nguyên cây. Nếu mà cần xay ra thì xay ra để vô hầm anh chị em nha. Nước đá được xay ra bỏ vô từ bao anh chị em ơi? Sau khi mà mình lấy nước đá xong rồi anh chị em ơi, thì những cái nhu yếu phẩm mà anh em cần ở trên biển thì mình cũng lấy ha. Rồi bây giờ là mình hành trình đi ra biển anh chị em ơi. Thì trong cái chuyến đi này Nhân xin cố gắng sẽ ghi lại cho anh chị em thấy những cái chi tiết trong cuộc hành trình mà đi thu mua mực, mà mực là mực câu mực cho anh chị em nha. Thì em đang chuẩn bị là đi ra ngoài cái giàn khách hội nè anh chị em. Mình cũng giống như cái chuyến mình đi sông Đốc nha, ở trong giàn mình chạy ra. Rồi thì em xin khái quát chút xíu về cái khung cảnh giàn khách hội cho anh chị em xem nha. Thank you.
Cửa biển này thì nhân trương Vlog sinh sống ở đây khoảng mười mấy năm anh chị em ơi, nhưng mà mỗi lần về đây thì mỗi lần lạ anh chị em nha, gió nhiều anh chị em ơi, chắc là anh chị em thấy tiếng gió hơi nhiều, hơi mạnh, tại vì cái mùa này thì gió từ miền ngoài biển đối diện với bên hướng 270 độ nó sẽ dần nó mạnh hơn anh chị em ơi, người ta gọi là mùa gió nam đó, nó thổi vô ngay luôn, thành ra anh chị em thấy cái sức gió nó hơi nhiều. Còn cái mùa gió mà từ trong biển này, từ trong đất liền này mà nó thổi ra biển đó, thì người ta kêu mùa gió chướng thì nó sắp hết rồi anh chị em ơi, nó sắp già yếu rồi, nó không còn mạnh nữa. Cửa biển Khánh Hội ngày xưa thì đến bây giờ thì nó vẫn là một cái cửa biển nhỏ anh chị em ơi, và nó giống như là những cái người mà sinh sống ở đây lâu năm á, thì người ta gọi là cái cửa biển kênh hội chứ không phải là một cửa biển tự nhiên anh chị em nha. Tất nhiên là hồi xưa là được đào có anh chị em nha, chứ không phải là cửa biển tự nhiên. Và nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn những cái cửa biển mà tự nhiên giống như là sông Đốc, nhưng mà những cái chuyến trước em đi anh chị em nha. Nhưng mà cũng một phần anh chị em ơi, theo em nghĩ là cũng một phần do cái là cái sự tiện ích nó gần với trung tâm của huyện U Minh. Một phần nữa là do những người dân ở đây người ta cũng là khá là siêng năng cần cù anh chị em ơi, chăm lo cho cuộc sống của mình, cũng như là tiếp sức cho những cái phát triển kinh tế của xã hội, thành ra là cái cửa biển Khánh Hội này em nghĩ là nó còn phát triển nhiều hơn nữa anh chị em ơi. Mỗi lần mà em đi vô đến đây, mỗi lần một năm hai năm thì lại nhìn thấy những cái thay đổi rất là tích cực anh chị em ơi. Hồi xưa ở đây không có những gì đâu, không có nói mình như nhà tường gì đâu. Khi mà chục mười mấy năm về trước đó thì em đã có ở đây rồi, thành ra em hiểu nhà lá rồi không à. Nhưng không có mà nói mà nhà tường mà to to bự bự gì đâu, không có đâu. Sập sùi xấu quá à. Bây giờ thì nói chung là cái điều kiện kinh tế đi lên thì cũng rất là mừng. Mỗi khi mà về đây là em rất là mừng. Bây giờ tàu của tụi em đang cặp lại để mà lấy thêm dầu anh chị em nha. Đây. Sau khi mà mọi thứ nhu yếu phẩm tụi em đã lấy đầy đủ xong xuôi rồi thì tụi em tiến hành ra biển anh chị em nhé. Và ngay chỗ tụi em ở đây là trung tâm của chợ Khánh Hội nè anh chị em. Đó anh chị em thấy là đấy, trung tâm của chợ Khánh Hội là đây anh chị em nha. Và nó rất gần bờ biển anh chị em ơi, nó cách bờ biển chắc chừng dài 10 mét vậy anh chị em. Đấy.
trước mắt anh chị em đây là cái trạm kiểm soát biên phòng anh chị em ơi. Tụi em đi ra thì trước tiên khi mà tụi em đi ra thì cũng đã có anh em thuê những chiếc đò dọc đó đi ra trình trạm biên phòng rồi. Bây giờ là tụi em đi ra là tụi em chạy ra thôi. Chứ bản số ghe thì những người mà canh gác trạm biên phòng người ta đã ghi lại anh chị em nha. Bây giờ là một chuyến hành trình mới của em trên cái con đường thu mua trên biển lên chị em nha. Và qua cái chuyến đi này thì em sẽ ghi lại những cái diễn biến cũng như là những cái gì mà em thấy là có thể là chia sẻ cho anh chị em. Em sẽ ghi lại và em sẽ giới thiệu cho anh chị em trong những cái video tiếp theo anh chị em nha.